Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Haki là một thứ sức mạnh bí ẩn được tìm thấy trong mọi sinh vật trên thế giới. Nó không khác gì với giác quan bình thường. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ không nhận thấy hoặc không đánh thức được nó. Lần đầu tiên Haki xuất hiện là khi Shanks sử dụng để đánh đuổi chúa tể của bờ biển, cứu Luffy lúc nhỏ. Tuy nhiên, tại thời điểm này nó vẫn chưa được gọi là Haki. Thuật ngữ Haki được sử dụng đầu tiên lúc dâu đen nhận xét về tiền thưởng của Luffy tại đảo Yaya và được nhắc đến trong chuyến thăm của Shanks cùng dâu trắng. Sau đó, thuật ngữ này được sử dụng thường xuyên hơn. Những khái niệm cơ bản của Haki được giới thiệu cho các tập phim về quần đảo Sabaody và Amazon Lily. Nó cũng được Rayleigh giải thích một cách rõ ràng cho Luffy trước khi bắt đầu khóa huấn luyện trên đảo Rusukaina. Mặc dù Haki luôn tiềm ẩn trong tất cả mọi người, nhưng chỉ một số ít người mới có thể đánh thức. Trải qua việc luyện tập gian khổ mới có thể đánh thức được Haki, như Kobe trong trận Marineford trải qua cơn sốc cực độ thì đánh thức được Haki của mình. Ngoài ra, trong một vài trường hợp đặc biệt, Haki được kích hoạt ngay từ khi mới được sinh ra mà không cần trải qua luyện tập như Aisha và Otohime, bởi vì Haki bắt nguồn từ tinh thần chứ không phải là từ cơ thể vật chất. Người dùng vẫn có khả năng sử dụng nó ngay cả khi tinh thần của họ được chuyển vào cơ thể khác. Haki trở nên mạnh mẽ hơn qua việc chiến đấu và luyện tập, đặc biệt là khi chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn. Mặc dù Haki có khả năng tuyệt vời, nhưng cũng có giới hạn của nó. Người dùng sử dụng Haki quá mức dẫn đến cạn kiệt Haki và không thể tiếp tục sử dụng trong một khoảng thời gian cho đến khi nó được hồi phục. Haki được chia ra làm 3 loại chính, hay còn gọi là sắc màu, trong đó có 2 loại mà tất cả mọi người đều sở hữu và sẽ thức tỉnh sau quá trình luyện tập thích hợp là Haki quan sát và Haki vũ trang. Loại thứ 3 chỉ có một số người sở hữu, đó là Haki báo vương, khả năng chế ngự kẻ thù, sắc màu khuất phục. Mỗi loại Haki có cấp độ sử dụng khác nhau, vì vậy với hai người sử dụng Haki thành thạo có thể không có sức mạnh như nhau. Hầu hết mọi người có thể sử dụng Haki có xu hướng có một loại mà họ giỏi hơn và họ tập trung vào loại đó hơn. Bên cạnh đó, một người vẫn có thể cải thiện khả năng của mình về tất cả các loại Haki. Ngoài ra, còn có thể sử dụng nhiều loại Haki cùng một lúc. Sau chap 1010 thì chính thức cả 3 loại Haki đã được nâng cấp lên cấp độ cao hơn. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng xem tác dụng nâng cấp của 3 loại Haki này nhé. Thứ nhất, Haki quan sát, nâng cấp thành Haki quan sát cao cấp. Với loại Haki này, người dùng sẽ có giác quan thứ 6 giúp cảm nhận về thế giới xung quanh và khả năng dự đoán ở một mức giới hạn. Người sử dụng Haki này có thể trau dồi kỹ năng của mình đến một mức độ họ có thể dự đoán được tương lai gần sắp xảy ra như Charlotte Katakuri. Giới hạn ở đây là Haki cho phép người dùng có thể đọc cách di chuyển, cách tấn công của đối thủ nhưng không thể dự đoán được các đoạt nhưng không thể dự đoán được các cuộc tấn công ngẫu nhiên. Ngoài ra, kết hợp với trái ác quỷ có thể tăng khả năng của Haki như Enel sử dụng trái Goro để tăng phạm vi phát hiện của mình. Như chúng ta nói, sức mạnh về cơ bản của Haki quan sát là cảm nhận được điều gì đó ở hiện tại hoặc chỉ dự đoán được cuộc tấn công. Thế nhưng, nếu người sở hữu nâng cấp nó lên một phiên bản cao hơn thì có thể khiến họ cảm thấy và nhìn thấy một chút về tương lai. Người sử dụng mạnh mẽ nhất hiện tại cho đến nay chính là Katakuri và có thể là cả Luffy nữa. Họ có thể sử dụng sức mạnh này để điều khiển cơ thể và tránh được các cuộc tấn công Haki của kẻ thù. Thứ hai, Haki vũ trang, nâng cấp thành Haki vũ trang cao cấp hay còn gọi là Ryuho ở Wano. Trong One Piece thì Haki vũ trang là một loại Haki cho phép người dùng sử dụng tinh thần của họ như một tấm áo giáp tàng hình để chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù hoặc dùng để tăng cường sức mạnh cho đòn đánh của mình, làm cho khả năng tấn công và phòng thủ đều tăng lên. Tuy nhiên, mới đây đã xuất hiện một cấp độ cao hơn của loại Haki này, đó chính là Haki vũ trang cao cấp. Về cơ bản, để sử dụng được Haki vũ trang cao cấp, người dùng tích tụ Haki trong cơ thể rồi xung phá từ bên trong ra bên ngoài, giống như một bộ giáp vô hình có thể dùng cả phòng thủ lẫn tấn công. Haki được tích lũy sau đó có thể dùng để tấn công kẻ thù. Cuộc tấn công này có khả năng vượt qua hàng phòng thủ bên ngoài của kẻ thù và trực tiếp tấn công các cơ quan nội tạng. Với sức mạnh của mình, nhiều người tin rằng đây chính là thứ có thể phá tan được lớp vảy rồng bình đồng da sắt của tứ hoàng Kaido. Thứ ba, Haki báo vương, sử dụng Haki báo vương trong các đòn đánh. Haki báo vương có khả năng điều khiển tâm trí những kẻ có tâm trí không vững vàng và lòng tin dễ bị lung lay. Thậm chí có nhiều giả thuyết được đưa ra rằng Haki báo vương có thể bẻ cong và thay đổi thực tại khi đạt cảnh giới cao nhất, dù chỉ là trong vài giây. Những kẻ không đủ mạnh và không thể bước vào và chấp nhận thực tại do Haki báo vương gây ra đều sẽ bị ngất đi, hoặc là để cho người sở hữu Haki báo vương dễ dàng chi phối. Đây có thể coi là một giả thuyết rất hay về sức mạnh thực sự của bá khí. Trong quá khứ, cách thức hoạt động của Haki vẫn còn nhiều bí ẩn. Loại Haki này có thể được sử dụng để hạ gục những chiến binh có ý chí kém cỏi. Vấn đề là toàn bộ thủy thủ đoàn của những tên cướp biển hùng mạnh thường có ý chí rất lớn. Vì vậy, mặc dù nó có hiệu ứng tuyệt vời, nhưng trước đây có lẽ nhiều người nghĩ rằng
Haki Bá Vương không quan trọng bằng Haki Vũ Tràng hay Haki Quan Sát, mặc dù nó rất hiếm. Tuy nhiên, Trang 2010 mới nhất đã tiết lộ rằng Haki Bá Vương cũng có thể được sử dụng cho các đòn tấn công. Cụ thể, kỹ thuật Ragnarok của Kaido hóa ra cũng được bọc trong Haki. Trang mới còn chứng kiến cảnh Luffy lĩnh hội được việc dùng Haki Bá Vương truyền vào đòn đánh để tấn công đối thủ. Người làm điều này và khiến cậu nhận ra không ai khác chính là Kaido, đối thủ chính của Luffy tại phần Wano. Và sau đây sẽ là 6 nhân vật có khả năng sẽ được xác nhận cũng sở hữu Haki Bá Vương trong tương lai ngoài Zoro. Thứ nhất, Rock D. Sabaody. Một nhân vật One Piece có khả năng sở hữu Haki Bá Vương nhưng chưa được xác nhận đó là Rock D. Sabaody. Anh ta là thủ lĩnh của bảng hải tặc huyền thoại Rock, một kẻ đã từng cầm đầu những hải tặc máu mặt như Dâu Trắng, Big Mom, Kaido và Shiki. Một nhân vật như vậy không thể nào không có Haki Bá Vương được. Thứ hai, Kozuki Momonosuke. Ngoài việc là hậu duệ của Oden, Momonosuke cũng có dấu hiệu sử dụng Haki khi còn rất trẻ. Lúc ở đảo Dâu, bằng cách nào đó, Momonosuke có thể nghe thấy và ra lệnh cho Junesha. Đây có thể là kết hợp giữa khả năng nghe được tiếng nói vạn vật và một sức mạnh nhánh của Haki quan sát. Ngoài ra, vài cặp databook cũng xác nhận rằng Momonosuke có Haki quan sát. Khi còn trẻ, Momonosuke có thể hiện những khả năng tương tự như Oden. Vì vậy, khả năng cao trong tương lai, Momonosuke cũng thành tạo Haki Bá Vương. Thứ ba, Dâu Đen. Dâu Đen được coi sẽ trở thành đối thủ khó khăn nhất của Luffy trong việc tìm kiếm One Piece. Ngoài ra, Teach còn là một tứ hoàng, danh hiệu tương đương với Dâu Trắng, Kaido, Shanks và Big Mom. Tất cả các Yonko khác đều đã được xác nhận là có Haki Bá Vương. Nếu tất cả các hoàng đế được giới thiệu đều có Haki Bá Vương, sẽ thật lạ khi Teach không có nó. Thêm nữa, Dâu Đen với tư cách là đối thủ khó khăn nhất của Luffy để trở thành vua hải tặc, nên Dâu Đen nếu mà không có Haki Bá Vương thì có vẻ là không xứng. Thứ tư, Sakazuki. Sakazuki còn được biết đến vì biệt danh Okenu, hiện đang là thủy sư đô đốc hải quân thay thế Sengoku. Bản thân Sengoku đã được xác nhận là có Haki Bá Vương, cũng là hải quân duy nhất được chứng minh là có loại Haki này. Nếu Sengoku từng là thủy sư đô đốc và có Haki Bá Vương, thì liệu Sakazuki cũng có nó không? Cho đến nay, những nhân vật ở cấp độ sức mạnh ngang ngửa với Sengoku hầu như luôn có Haki Bá Vương. Vì vậy, có khả năng Okenu cũng có Haki Bá Vương nhưng chưa bao giờ được thể hiện. Thứ năm, Raku Mihawk. Haki Bá Vương có thể khuếch đại các đòn tấn công. Trên thực tế có vẻ vì vậy mà Zoro có thể để lại vết thương lưu sẹo trên cơ thể Kaido. Từ chi tiết này cũng làm dấy lên khả năng Mihawk, kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới, cũng có thể sở hữu Haki Bá Vương. Thậm chí còn có suy đoán rằng Haki Bá Vương là thứ cần thiết để tạo ra thanh kiếm đen và thanh kiếm của Mihawk lại màu đen. Thứ sáu, Monkey D. Dragon. Là thủ lĩnh tối cao của quân đội cách mạng, người có biệt danh là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, nên sẽ thật lạ nếu Monkey D. Dragon lại không có Haki Bá Vương. Dragon có thể lãnh đạo hàng trăm người chiến đấu chống lại chính phủ thế giới và hạ gục thủy quân lục chiến. Rõ ràng, Dragon có những phẩm chất xứng đáng để sở hữu Haki Bá Vương phải không? Đặc biệt là khi Garp nhìn thấy Haki Bá Vương của Luffy, Garp nhận xét rằng ông nghĩ rằng Luffy cũng có nó. Câu hỏi này có liên quan đến con trai của ông ta, Dragon hay không? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Ý kiến của các bạn về video này như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.